chúng tôi xin được quý vị hãy cùng chào đón tổng đạo diễn Hoàng Việt Nam và ban chuyên môn của Miss World Việt Nam 2023, đạo diễn Giang Dương, Tuấn Phi Trần, stylist Kiệt Cao, biên đạo Khoa Nguyễn, biên đạo Phương Trần và huấn luyện viên Catwalk Á Hậu Tuyết Như, những người đã góp phần không nhỏ trong thành công của Miss World Việt Nam 2023, cũng như là sự tỏa sáng của các thí sinh. Và chắc chắn đêm nay với sự bản thân là người đi trước ấy, là chị dưới bàn tay của tổng đạo diễn Hoàng Việt Nam và sự dàn dựng của ban chuyên môn thì chắc chắn các thí sinh của chúng ta sẽ thật tự tin, thật tỏa sáng và hết mình cho những chương trình ngày hôm nay để mang đến những phần trình diễn mãn nhãn cho quý vị khán giả. Tự chủ, và trong quá trình qua thì Hà thực sự nhắc là Hà sẽ không giúp đỡ được Hiền nhiều về cái việc là vật chất. Hà sẽ đẩy Hiền đi thi trong với tư thế là một cô gái còn đang rất là mới mẻ, không biết là trải nghiệm Việt Nam năm ngoái, tự thu nhặt cho mình những cái kinh nghiệm và cái kết quả hiện đạt được hay cố gắng được. Thì là một người chị, Hà cũng sẽ cố gắng là động viên về mặt tinh thần, cũng sẽ nhắc nhở Hiền một vài cái kinh nghiệm cơ bản thôi, còn tất cả là sự thiện cố gắng.